bạn đã đến với chương trình ăn kem cùng thần tượng. Và chúng ta cùng đoán xem sở thích của anh Hoàng là ăn kem gì nhá. Mài dâu nhưng kèm theo đó là một cái rất là to. Cái này sắp đến ngày mai hết. Các bạn, kem mình thích là loại gì? Nếu không phải là vanilla hay là sô-cô-la? Nani? Có thể là trà xanh. Sầu riêng. Nhiều khi các bạn thèm kem là ăn những loại nào rẻ nhất có thể. Cái loại này ủng hộ kem Việt Nam. Yes, ủng hộ kem Việt Nam. Cacao sô-cô-la. Kem trả tiền à? Không kem trả tiền nhưng kem nhóc cũng được. Kem nhóc. Đây, bỏ ra kem này này. Cứ vị này nhá, anh Hoàng chắc chắn thích ăn kem này. Nếu các bạn biết tôi thích loại kem nào, các bạn hãy comment. Bạn nào đoán đúng tôi sẽ mua kem cho bạn ấy ăn. Wow. Bạn sai thì các bạn phải mua cho tôi. Em đoán được. Tôi nhắc lại không phải của bạn này đâu nhá. Bạn đừng mua cái này. Đừng mua cái này. Bạn nào mua kem thì mình đừng mua lại này nhá. Kem này được. Kem này được. Kem này được. Kem này được. Được rồi. Anh chọn được chưa? Anh chọn được rồi. Run. Không chạy nước mặt điện ảnh truyền hình vào đây này. Thôi. Sợ quá. Con người ăn kem chuyên nghiệp. Anh có lời cuối nào cho độc giả không? Cho độc giả đấy, ủng hộ kem Việt Merino. Merino các bạn, ủng hộ kem Việt. Nên nhớ như vậy. Người Việt dùng hàng Việt.